nửa phần. Phim Việt độc quyền thứ 6 cuối tháng, 20 giờ ngày 30 tháng 9 2016 trên K+1. K cộng trải nghiệm phim điện ảnh ngay tại nhà. Cộng giới thiệu gói mới Mega Cộng Now, xem truyền hình trực tuyến trên các thiết bị di động, tặng một tuần miễn phí, đăng ký xem thử trên www.kplus.vn, thỏa sức xem thể thao đỉnh cao và phim điện độc quyền, tải và xem ngay.